Xin chào anh em, các bác các chú đã đến với kênh YouTube của em Duy Đồng Hồ. Trong video ngày hôm nay thì em có về thêm được một chiếc đồng hồ Seiko. Dòng này cũng là một chiếc Seiko Preset, nhưng mà mã này em đang có là một mã khác. Đây cũng là một phiên bản cực kỳ hiếm của cái dòng Preset ngày hôm nay chúng ta có. Ở đây thì em đang có một cái quyển sổ cho cái dòng cỗ máy 6R này, từ cỗ máy 6R20 cho tới cỗ máy 6R27. Là chúng ta sẽ có một cái quyển sổ xanh của Seiko như thế này để cho các bác chúng ta có thể sử dụng. Đây, quyển sổ hướng dẫn của Seiko, và chúng ta sẽ có là dòng chữ Nhật, Nhật và dòng chữ tiếng Anh các bác nhé. Phiên bản ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản mặt trắng và một cái màu mặt rất là đặc biệt. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái màu mặt men lung. Mặt này thì chúng ta sẽ có cái thiết kế từ các nghệ nhân ở bên Nhật người ta thiết kế, chứ không phải là do máy móc đâu. Cái này là do thủ công hết các bác nhé. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái thẻ tác, có cái dòng chữ là preset, mã là SARVK035, và mức giá tại hãng là 132.000 yên. Thì các bác mua chiếc này tại hãng thì nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm 28 cho đến 29 triệu. Nếu như mà hàng mới mà các bác mua tại những đại lý cơ sở của hãng hoặc là mua tại bên Nhật khá là cao. Nhưng mà em Duy ngày hôm nay gửi tới cho các bác mức giá của chiếc này. Các bác có thể thấy này, một cái phiên bản preset dòng máy cơ, máy đời cao của Seiko. Chiếc này thì em đang niêm yết mức giá là 18 triệu các bác nhé. 18 triệu cho một phiên bản hàng mới như thế này, bản dây da. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế mặt trắng men lung. Và bác nào quan tâm đến chiếc này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua cho em Duy. Có hotline là 0347 808 219 để có thể liên hệ đặt hàng với chiếc này, hoặc là kết bạn Zalo inbox riêng với em Duy qua số máy này các bác nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái màu mặt là mặt trắng men lung. Một cái phiên bản màu mặt thì các bác có thể thấy này. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là khi mà dưới những cái ánh sáng thì trông nó rất là mịn. Đó, ở đây thì sẽ là được thiết kế hoàn toàn bằng tay và bằng thủ công, không động chạm gì đến máy móc luôn các bác nhé, do những cái nghệ nhân người Nhật người ta thiết kế ra. Đó, và chúng ta sẽ có 12 bộ cọc số. Ở đây chúng ta sẽ có là 12 bộ cọc số là mã được thiết kế trên cái phần mặt. Và bộ cọc số này thì chúng ta sẽ có là bộ cọc số được thiết kế theo thiên hướng cổ điển. Bác nào mà thích cái thiên hướng cổ điển, hay là anh em các bạn trẻ nào mà theo cái phong cách cổ điển hoài niệm một chút, dây da trẻ trung thanh lịch, thì chúng ta có thể sử dụng cái phiên bản này. Ở đây thì 12 bộ cọc số này, là bộ cọc số là mã này, kim giờ, kim phút, là kim đá liễu và kim dây. Chúng ta sẽ có là một cái bộ kim rất là thanh mảnh, và ở cái phần ngọn kim chúng ta sẽ có là cái hình trăng khuyết như thế này, khá đẹp. Và chiếc này thì chúng ta sẽ là có một chiếc dòng máy cơ với thời gian chữ cót lên tới 40 giờ. Ở đây cho chúng ta có thể thấy cái năng lượng báo cót của chiếc này thì nó sẽ đạt ở được ở góc hướng 9 giờ. Chúng ta sẽ thường thấy là như Orange, Orange Star thì chúng ta sẽ thấy nhất là như là cái phiên bản Open Hood, hay là Joker mặt hề thì chúng ta sẽ có cái kim xăng báo cót ở góc hướng 12 giờ. Nhưng mà chiếc này chúng ta sẽ có là góc hướng 9 giờ, là có cái kim xăng báo cót, nó khá là lạ. Và tiếp theo là ở dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có một cái mặt sắp đeo nhỏ là lịch ngày này. Đó, kim thì xoay chuyển động rất mượt. Ở đây chúng ta sẽ có là dòng Made in Japan, cỗ máy là 6R27. Đó, dòng máy đời khá là cao và rất đẹp, hàng mới nguyên siêu, nguyên hộp sổ thẻ cho các bác. Và khi mà các bác nhận hàng ở bên MG thì các bác sẽ được bóc hàng và kiểm tra hàng thoải mái cho em về cái thương hiệu này. Đó, các bác có thể check hãng toàn quốc luôn. Bên em thì sẽ bao cam kết cho các bác là nếu như mà phát hiện ra hàng giả, hàng nhái thì bên em sẽ đền bù và hoàn tiền gấp 10 lần giá trị sản phẩm cho các bác luôn. Ở đây thì mặt đáy thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế với một số những cái thông số như là 6R27C này, 29, 29 chân kính, 21.6 tần số dao động, và check cost là 40 giờ. Cái dòng Seiko Preset này là một cái dòng cao cấp nên là chúng ta sẽ có những cái chân kính nó thiết kế nó khá là độc lạ. Bởi vì là thường thì chúng ta sẽ thấy là 21, 24, 21, 22 hay là 24 chân kính, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có là 29 chân kính luôn. Đó, cái chân kính như thế này nó nhiều, nó tạo cho chúng ta được cái sự chuyển động quy về cái thiết kế của đồng hồ, nó bền chắc hơn, nó đẹp hơn, và nhìn tổng thể thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó hoài cổ ở đây. Và em sẽ đo thử cho các bác về cái phần size mặt của chiếc này. Đó, em sẽ đo và lên tay thử cho các bác về size mặt của chiếc này luôn các bác nhé. Size mặt của chiếc này là size 40.5 và độ dày sản phẩm ở đây chúng ta có là 13. Cùng với đó là phần càng, phần lắc tô nát ở đây, cái phần độ dài chúng ta sẽ có là 47.2. Với size 40.5 thì những anh em các bác các chú cổ tay khoảng độ tầm 15, 15 rưỡi, 15 rưỡi, 16 hoặc là 17 thì lên tay với chiếc này rất đẹp và rất êm luôn. Cổ tay của em Duy là 16 thì hiện tại thì đang lên tay thử với cái chiếc Seiko Preset mặt men nung như thế này, size 40.5. Mức giá niêm yết là 18 triệu, 18 triệu tròn các bác nhé.
Liên hệ sớm qua cho em để có thể đặt hàng sớm với chiếc này. Em chỉ có một chiếc thôi. Mặt xanh, mặt kim xanh, deep blue rất đẹp. Kính sapphire nguyên khối, chống trời chống sương gần như tuyệt đối cho các bác này. Thân là sẽ là thân thép không gỉ, benzen thì sẽ đánh bóng này, phần càng cũng có đánh bóng luôn. Chiếc này chúng ta sẽ có là máy cơ, thường thì có nạp cót bằng tai này, có nên dây cót tai, có cái kênh stop dừng kim dây khi chỉnh giờ. Và khi mà nói chung là những cái dòng này thì chúng ta sẽ có nên cót tai tự động nữa, nên là khi mà các bác đeo thường xuyên thì chúng ta không cần nhất thiết phải phải nên cót tai đâu. Đó, trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng và lai chuyển cái cổ tai thì nó cũng đã tự động nạp cót cho chúng ta rồi, và thời gian sống của đồng hồ nó cũng sẽ được nhân lên rất nhiều. Tiếp theo thì ở phần mặt đáy này chúng ta sẽ có những cái thông số như Made in Japan này, đó, Nogo Seiko này, Water system chống nước 13 tương ứng 100 m, sapphire crystal ở đây, chúng ta sẽ có mã máy và số serial number của máy đây. Chống tư sống chống sốc, đó, bảo vệ trục bánh nắp ở bên trong đầy đủ cho chúng ta luôn. Mặt đáy ở đây chúng ta sẽ có là mặt kính, ở cái phần mặt đáy là kính khoáng cứng chống lực, chống chịu, chống va đập cực kỳ tốt luôn. Dây thì sẽ là dây da này, đó, dây da dập vân cá sấu chính hãng của Seiko luôn. Phiên bản này thì bên em chưa động chạm gì và chưa đeo qua luôn các bác nhé. Khóa sẽ là khóa bươm chống gập gãy dây của Seiko luôn. Đây các bác thấy này, rất đẹp và nên tai thì rất là sang. Dòng này là preset, Seiko preset máy automatic. Rất đẹp, hoài cổ. Nói chung là nên tai thì những anh em hay là các bác các chú, các bạn trẻ nào mà nên tai với chiếc này thì nó có cái mức độ trẻ trung và khỏe khoắn và đầm tai nữa, rất đầm tai luôn. Mức giá 18 triệu anh em nhé. Và anh em hay là các bác các chú nào quan tâm đến chiếc này thì liên hệ qua cho em Duy và hotline là 0347 808 219, liên hệ đặt hàng hoặc là các bạn Zalo inbox riêng. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác ở những video tiếp theo.